Ở đâu cô? Ở Bộ Nghĩa hả? Sáng bán Bộ Nghĩa. Rồi trưa về đây Nghĩa Mạch đây. Cô bán này lâu chưa cô? Chào cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Trãi. Năm xưa là Võ Tánh. Theo hướng này, theo hướng camera này, chúng ta sẽ đi về chợ Bầu Sen, đường B Trúc Ký, Lê Hồng Phong và bệnh viện 7A, bệnh viện Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Tri Phương, chợ lớn. Theo hướng này mình sẽ đi về quận Nhất nè. Sẵn hôm nay em đi chợ Bầu Sen, nó nhìn thấy cái cô bán đậu hũ, sẵn khé mình ủng hộ. Thấy cái gánh này cũng sạch sẽ nè. Cô ngồi ngay chỗ 98 Nguyễn Trãi, bán đậu hũ ở mặt tiền luôn á nha, chứ không phải là trong hẻm đâu. Đối diện cái hẻm bên kia, hẻm 127. Cô bán món gì con? Hả? Hả? Chèo đen nè, lấy con hai phần đem về đi hả? Đây có cô bán giờ đậu đen, đậu hũ. Hồi thường cô bán mấy giờ con? Sáng hả? Sẵn đi ngang thấy cái ủng hộ luôn. Lúc nào cũng ngồi bán chỗ này hả con? Dạ. Bán mỗi chỗ một chút ha. Có bán như là nhiêu một ly con? 10.000. Có bạn nào đi ngang thì ủng hộ. Mình thấy ở đâu con? Bộ Nghĩa hả? Sáng bán Bộ Nghĩa. Rồi trưa về đây Nghĩa Mạch đây. Cô bán này lâu chưa cô? Ở hẻm Nguyễn Trãi cũng có cô bán chè đó, cũng làm rất là sạch luôn. Cô bán gì, cô hay về quê không? Cô bán thì cô ở đâu? Mùi bông hả? Thấy cô bán cũng gọn ha. Hay lấy gì con? Ồ, cô gánh này, gánh này nặng dữ á. Này là gánh này mấy lít con? Thấy nặng lắm à. Một ngày cô gánh bao nhiêu km? chú chở cô xuống ha. Cô trên Nguyễn Cừ nào bán cái món gì? Bánh tráng trộn cũng gánh à. Ở ngoài đó gánh que thường gánh hay sao vậy đó? Lúc đầu mà cô nói bán nè. Sáng ngày tôi mở luôn hai chiếc này, cái giò xuống chân mình đó. Dạ. Dạ, qua đây chỉ mua đem về thôi, chứ có chỗ ngồi cũng ngồi cho nó thoải mái. Ok, mua đem về cũng được. Rồi, cảm ơn cô nha. Dạ, dạ. Ủa, cô có biết cái hẻm này không? Hẻm này có thông ra bên gần đạo không cô? Cô chưa đi lần nào? Rồi, cảm ơn cô. Dạ, dạ. Định để hẻm này về mà. Rồi, cảm ơn cô. Cô đi thử luôn. Hồi trưa nay đi loanh quanh vòng vòng. Rồi mua ủng hộ cô hai ly chè.
đa số các cô chú anh chị miền Trung họ chịu khó lắm, chịu khó buôn gánh bán bưng, rất là vất vả. Nên nhiều khi mình đi đâu mình thấy những hình ảnh bà con vất vả thì cũng ủng hộ tí cho nó vui. Đây là cái hẻm 129, hẻm 129 Nguyễn Trãi. Đang mình đi lòng vòng ở trong cái hẻm này ha, để mình ra đường Trần Hưng Đạo mình về Cao Đạt. Hẻm này đi thông ra đường Trần Bình Trọng. Đây có nhà này mới xây. Cái hẻm này bây giờ thông thoáng lắm. Thông ra hẻm 125 Trần Bình Trọng luôn rồi nè. Nào mình đi hẻm ha. Đó, qua đó hẻm 129. Rồi, hẻm 125 Trần Bình Trọng. Nãy là 129 Nguyễn Trãi. Đối diện hẻm này là cái nhà thờ chợ quán nè. Rồi đây có cái nhà này đang làm lại, đang xây lại nè, làm móng. Đây là nhà thờ chợ quán lại rồi nè. Một số hình ảnh ở trong hẻm Nguyễn Trãi và cô bán chè đậu hũ đậu đen gửi đến bà con bác xem chơi cho vui nha. Biết thêm được số thông tin về đời sống của người bà con ở miền Trung, cô mưu sinh ở Sài Gòn. Rồi bây giờ thì chắc em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại bà con cô bác trong những video tiếp theo nha. Chúc bà con bác luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe. Đây là cái tu viện của nhà thờ chợ quán nè. Nhưng mà cái màu sơn thì có thay đổi. Sẵn dịp này mình cùng nhìn lại luôn ha. Ở đầu đường thì là cái nhà mộ của Trương Vĩnh Ký. Đến bây giờ vẫn còn ngay cổng nhà mộ thì có cái chú làm móc khóa rất là nổi tiếng, làm chìa khóa chứ.
quá. Ở đây có cái căn nhà xưa thiệt xưa luôn nè, cùng đời với cái căn nhà trong hẻm 122 Trần Bình Trọng hôm bữa đó. 174 Trần Bình Trọng hôm bữa đó. Đó. Mà nhìn thấy kiến trúc rất là xưa. Kế bên là cái ủy ban phường đó, và căn nhà đỏ đỏ. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nhé.